Cua tào lao hả chị? Chào cái đủ. Ủa cái này sao bà mập lù quá bà Phượng? Đó Không là... Ủa không phải hả? Ủa, tưởng đâu cái lồn quá nở. Nãy giờ tôi tưởng đâu cái lồn mà nở chứ. Tôi không có, tôi tưởng bà Phượng tiếng giống hệt hà, tôi tưởng đâu hai cái lồn chằng do. Không biết nữa, bên đây người ta đủ tôi nè. Ô bên đây nó thọt nghe trắng mu lồn tôi không nè. Ô bộ nhậu ha mu lồn của bà kia chấm muối tiêu hay gì không bà tào lao không mọi nguyên cái nồi dưới thằng ơi bốn cái lồn thả vô cái nồi nấu nổi phập phèo. Ô ăn gì á không bà cự vậy cái gì là bô móc hả? Ô, bô móc lủng lỗ trời ho hả? Ô là cái gì? Bốn người mà ông bốn người mà ông móc cái lô bô dữ ông bằng tào lao không? Bốn bà ông móc hết. Ông nội đó nói vậy trời. Đi đi đám đụ kế đám ma hả? Tào lao không? Đám đụ nào mà ngay đám ma? Trời. Nó thọt ở đây nè, nó thọt tôi ở đây nè, rồi tôi hỏi ông bằng đi đám đụ hay đám ma. Đó cái gì? Đang đụ đang đi đám gì? Đám bóp chim hả? Bà Giá Trinh hả? Ô bà gì Diễm bà ai tên Giá Trinh? Ô bà chị đó đó hả? Ô chị kế bên bà Giá Trinh. Ô tên gì? Tôi dĩnh 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 con dảnh con chim. Tôi dảnh con chim. Nhỏ này vô duyên nó thọt hoài nói thôi. tôi nói cái lộn bà dảnh hơn lòng tôi nữa đó, phải không? Nó đụ bên đây nè, nó đang đụ nè, sao mà bà đó có đụ ngay cái vú hả? Kho một nồi trình nịnh luôn chưa hết mùa mùa này nữa. Ô trời ơi tao mập tào lao lắm. Chết luôn mà thọt tào lao không mà. Bà chửi tôi nha. Bà chửi tôi không? Ê bà chửi tôi không? Tôi qua bóp vú bà đó coi. Trời ơi nữa không quên trời. Bà đó cái vú bà nguy hiểm quá à. Chị cái vú bà nguy hiểm quá à. Cái vú quá sao đẹp dữ bà ông bằng. Cái vú vú hả? Tào lao bên đây nó chọt mẹ vú kết nô đó. Tào lao đủ đủ thánh thượng. Ôi nó thọt thôi họ đừng có thọt để tao ca cho thanh đủ. Ôi để tao ca thanh thượng ơi hoàng hậu là người mang vú già không tin cởi áo ra xem kèo chú lộn trộn với mu lồn. Sao lộn quá cừ chứ bà không hai vú quả quá trời kìa kho nồi thịt đó giả dạ, giảng con chim coi cái vú quả tha kho một nồi thịt đó ông nội là lao không quay quá chữ nghe. Lao giảng con chim đó. Bộ bữa nay nhậu hả mà sao vú bà bự nữa nhỏ này hôm nay nhậu hả chị đủ cái lộn ông đó kè thời lừ kìa. Cái bụng ống thừa lừ bụng ông hai bụng ống thừa lừ ha hai chồng xứng ha lồn lồn vỗ lồn ha xứng hai cái lồn vỗ lồn chứ gì. Nấu cái nồi gì bự dữ ra lồn. Nồi gì mà sôi lần lịch lẩu hả lẩu lẩu cá cái lồn bốn cái lồn đó mà thả vô chắc đầy nhóc nồi á. Tào lao chết mẹ à. Lẩu cá lóc hả nấu con chua hả đủ kìa đủ đủ gì hả đâu cái lồn của anh đó sao có chùm gâu ta.
trên cam. Trời ơi trời, quýnh nghe trời. Anh ơi, tôi xin lỗi anh. Em xin lỗi, anh nghe, anh dỗ lồn em ba cái đi. Ủa, đây nè, đang nhổ lồn ba cái, trời ổng nè. Đủ tôi đái một nồi đó, trời ơi, mà lấu quá ba trời. Mặt nướng lồn chứ gì, phải không chị á, bà mặt nướng lồn chứ gì, phải không? Tà lăng đẹp, cái lồn đẹp. Cũng đẹp nữa. Đẹp đúng như má, đẹp như cái lồn vậy. Ừ, làm sao mà bữa nay đi đụ người ta, ông dám uống uống bia ông bằng đụ. Đủ 81 Gia Lai, 82 Gia Lồn. Ô, ông mua 8 mấy? 83 Gia Gắn. Vậy, giờ tôi dẫn con chim 3 ngày rồi đó ông nội ơi. Nhậu, bữa nào tôi ghé ra ngoài tôi lấy cái vú và tôi nhậu nè. Chấm chấm nó chấm nước mắm trời, trời ơi ớt cay ăn giòn khóc. Ô, nữa tôi ra ngoài tôi ngắt vú bà nghe. Ô, vú sệ rồi. Ô, ra bà mua lộn tôi nghe, bà cho tôi ăn chứ nghe. Ok, cho tôi 4 cái lộn đi rồi tự kho tương đem gửi tôi với tào lao không? Ăn. Ơ không. Quá trời sôi à. Đủ 4 lửa bà đó, có đủ mấy cái mà lên lửa vậy? Ủa. Cười. Ông đi đâu ông bằng đủ? Hả? Ai ạ? À? À, đó đủ gì nổi trời. Ủa, trời ơi, chúng quýnh tao bữa nào cái lồn chứ cái gì. Ủa. Trời, xỉn chưa? Chị gì đó, chị ơi, chị bà cái lồn bà xỉn chưa? Cái mình xỉn trước hay lồn xỉn sau hả? Trời ai ơi, gặp nhau. Ai đứa gặp nhau hả? Gà quá trời. Ủa, tao làm nói không có gì trúng gì chứ. Gà kết bên gái kìa. Ông nội. Bà nói xin sao cái lòng gái đó hả? Ừ. Tao kêu chịu chắc.